Hình ảnh ca sĩ Duy Mạnh bị công an bắt gây xôn xao cộng đồng mạng. Duy Mạnh cho biết hình ảnh anh bị công an bắt chỉ đơn giản là một cảnh quay trong MV sắp tới chứ không như tin đồn. Nam ca sĩ Duy Mạnh nhanh chóng lên tiếng trước những thông tin anh bị công an bắt. Mới đây trên một số diễn đàn bàn tán về showbiz, bất ngờ chia sẻ hình ảnh nam ca sĩ Duy Mạnh bị công an cầm tay giải đi. Trong ảnh giọng ca gốc Hải Phòng mặc áo vest lịch sự, ngay sau đó rất nhiều người hoang mang và không biết thật hư câu chuyện như thế nào. Ngay sau đó trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Duy Mạnh đã nhanh chóng lên tiếng đính chính, anh cho biết hình ảnh này chỉ đơn giản là một cảnh quay trong MV sắp tới, đồng thời anh cũng cho biết thêm, lâu lắm rồi mình mới gặp phải trường hợp dở khóc dở cười như thế này. Hiện tại có hai lỗi ý kiến khác nhau từ cộng đồng mạng, một bên mong chờ sản phẩm sắp tới của nam ca sĩ Duy Mạnh, sau thời gian dài anh chưa ra sản phẩm âm nhạc nào một bên còn lại phải ứng trước những hình ảnh gây xôn xao dư luận của anh.